Câu số 15, tính bằng cách thuận tiện nhất rồi viết kết quả xuống bên dưới. Với câu số 15 này, chúng ta nhìn thấy này, 13,25 chia cho 0,5 cộng 13,25 chia 0,25 rồi cộng với 13,25 chia cho 0,125 và duy nhất có 13,25 nhân với 6. Với những bài toán này thì chúng ta nhìn thấy các số 0,25, 0,5 rồi 0,125 đó là những số đặc biệt. 0,5 nó chính bằng 1/2, 0,25 bằng 1/4 và 0,125 thì bằng 1/8. Vậy bước đầu tiên thì chúng ta sẽ chuyển các số thập phân này về dạng phân số. Chúng ta sẽ có 13,25 chia 0,5, chúng ta chuyển thành chia 1/2 cộng với 13,25 chia cho 0,25, chúng ta sẽ chia cho 1/4 cộng với 13,25 chia cho 0,125, chúng ta sẽ chia cho 1/8 và cộng với 13,25 nhân với 6. 13,25 chia 1/2 và chúng ta nhân nghịch đảo lên, chúng ta sẽ bằng 13,25 nhân 2 cộng 13,25 nhân 4 cộng với 13,25 nhân 8 và cộng với 13,25 nhân 6. Chúng ta thấy rằng bốn biểu thức này đều có thừa số chung 13,25, vậy chúng ta đặt 13,25 ra ngoài làm nhân tử chung. Bên trong còn 2 cộng 4 cộng 8 cộng với 6. Và chúng ta sẽ được 13,25 nhân với 2 cộng 4 thì bằng 6, 6 cộng 8 14, 14 cộng 6 thì bằng 20. Và chúng ta sẽ được kết quả. Chúng ta thực hiện ra ngoài nhá. 13,25 nhân với 20, vậy chúng ta sẽ thực hiện 132,5 nhân với 2. Vì 20 chúng ta tách bằng 2 nhân 10. 10 nhân với cả 13,25 thì bằng 132,5. 2 nhân 5 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 2 nhân 2 bằng 4, nhớ 1 thì bằng 5. 2 nhân 3 bằng 6, 2 nhân 1 bằng 2, chúng ta phẩy ở dưới. Như vậy thì kết quả của chúng ta sẽ bằng 265. Các em điền số 265.